Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan sở thú của tỉnh Montpellier nha mọi người. Không biết ở trong đó có cái gì cho nên lần đầu tiên mình tới đây. Cho nên mình không biết ở trong có gì, mình sẽ đi tham quan rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Hôm nay là đầu tháng 10 rồi. Nhiệt độ cũng rất là mát. Mọi người mình mới vô trong sở thú xong mọi người. Giá vé ở đây là người lớn khoảng 6 đồng, mở từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều là hết rồi. Bây giờ mình vô sau cho trong xem mình có gì, coi có cái gì nha mọi người. Ở trước mặt mình là có mình chim đỏ đỏ đẹp không? À, mọi người thấy không? Chim màu đỏ vậy. Không biết chim gì. Giống như là hồng hạc ấy đúng không? Đẹp không? Hồng hạc đó. Đẹp không? Nó bay lên nè. Xuống nó mồi. Xuống nó mồi dưới nước. Trên cây có con đang đậu rồi. Hết đẹp không? Wow. Con này con két mọi người. Két nó đang ăn đó, két bự chà bá luôn mọi người. Nó cỡ khoảng cỡ 5 kg. Trên kia mọi người thấy nhiều không? Chim hồng hoàng đỏ nhìn đẹp không? Quá trời luôn, nó đậu trên cây. Cái cây nhỏ xíu mà, cành nhỏ xíu mà nó đậu được hay không? Wow, đẹp không? Wow. Nè, trong này quá trời luôn ha, thấy không? Ibirus là tên của con chim. Wow, nó kêu. Wow. Ở đây không biết nó nuôi con gì này. Cá hay là con gì à? Đấy cá sao? Không phải. Con gì hết, con gì hết. Thấy con hồng hạc đỏ không? Có không phải con hồng hạc mà con gì chim ngoài kia đỏ đẹp lắm. Đâu? Gì không để ý. À, đằng đầu đây gì? À, cái này là cá Khoa ơi. Cá hả? Như cá đang bay ngoài kia. Cá. Dưới này đi theo được này. À, nó có bảng chỉ dẫn này. Con nó thích. Con nít nó thích. Này cái chim công này gì? Ha? Công đẹp ha. Wow. Nó dạng người ha. Quen rồi. Chắc nhiều lắm rồi sao? Khỉ nó ở đằng kia gì thấy chứ. Đứng làm tự nhiên à? Nó để tự nhiên không? Chả có cái con khỉ
Mọi người thấy cái chuối không? À, đang có buồng này. Giống y ở Việt Nam. Là cái buồng chuối này. Trong đây rộng lớn quá mọi người, không biết đi đi đường nào luôn. Đây là mấy cái chỗ để leo dây cho nít chơi này. Có khu cho nít chơi này mọi người. Wow. Đây đấy cầu tụt này. Đây cho nít chơi. Ui này chắc có khỉ mọi người. Thật ra treo bảng này quá trời luôn này. Rừng. Rồi vô đây mình không thấy con thú nào mọi người. À, nó đi ngoài bàn mà thấy con gì nào mọi người. À, túc này à, con hưu mà con gì này. À, mọi người thấy không? Đây con chắc hưu có sừng rồi. Wow, quá trời luôn ha. À đây nè, nghe đây nè, quá trời luôn, nhiều không? Có chuồng cho nó thôi. Ôi, chỗ đó nó để cho nó ăn cỏ ấy. Hai cái sừng nó đẹp ha. À, hai cái sừng nó quá trời đẹp rồi. Nè con này màu đen nó đang nằm dưới cái húng này nè mọi người. Hai cái sừng nó quá đẹp mọi người. Wow. Táo rừng ha. Này có gai. Có gai này, cây nó có gai này. Táo rừng. Wow, đây bãi cỏ đẹp không? Xanh lè nè ha. Ồ, có chỗ để ngồi ăn uống này ha. Không biết ở đây có con gì không biết nữa. À, hình như cũng bò hay trâu à, đằng kia. Không phải, không phải. Con gì mà sừng nó dài quá trời dài luôn. Sừng dài quá trời rồi. Ba con. Đằng kia con nó bốn con. Bên này không biết có con gì không? Mọi người thấy thật sở thú người ta rộng lớn không? Đi mỏi chân luôn đó. Chưa. Nói giống con nai á. Đó, mình đứng gì bên kia nhìn thấy à. Nó hôi hôi sao ha? Mấy con này nó không tắm mà. Con nai à. Nó xe quá trời xe luôn. Cái trong này có cái gì. À, con này cái sừng này đẹp không?
Mình thấy nó. Nó đi đâu hết à? Đúng là nai đúng không? Người ta làm cái đường rãnh để cho nó băng qua cắn người ta. Có nhà cho nó ở. Trong mùa đông lạnh nó chùi đấy. Ừ. Ê, con này đúng lạc đà. Lạc đà đúng rồi. Ồ, bị chà bá luôn. Kêu lại ông lại. Ui. Lạc đà. Kêu lại ông lại. Con cái biếu vậy nó chở đồ đâu được nhiều ha. Kêu lại cái đồ. Hello, hello. Nó nghe ấy. Bonjour, bonjour. Nó nghe gì luôn. Viên. Ui, ngựa vằn đẹp không? Nè. Ui, con ngựa vằn đẹp không? Lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp con ngựa vằn này. Trước giờ nhìn thấy trên TV không ạ? Đúng không? Ồ, cái này người ta hay ha, người ta đào cái hổng này cho nó khỏi đi qua này. Cho nó khỏi nhảy qua. Ờ, ngồi ngồi mơ thấy không? Hay không? Người ta làm rất là nặng mấy cái con đấy này phải đào cái hố. Tức là an toàn cho người khách du lịch, khách tham quan. Chứ không thôi là đứng hàng rào ngay đây mà nó nhảy qua nó cắn. Hay ha. Con bán cho nó uống nước ăn cỏ. Oh, nai rồi đúng không? Oh. À, bên này không biết có con gì này. Bên này người ta làm cái tiếng còn dễ thấy à. À, con báo sao? Ui đẹp chưa? Con báo à? Ui là la. Thấy mọi người thấy không? Thấy không? Nó con báo kìa, đẹp không? Nó chó sói. Cái kiếng nó dày lắm. Kiếng nó hai lớp không? Chó sói. Lúc này có con chim con công này. Vô là ông nó cúp đi. Này nó chim gì đẹp không? Đây có con gì không? Biết trong này có con gì nhỉ? Mình thấy. À đây là. Con báo quá sao? Nãy nhìn này bên kia thấy nó nằm bên kia. Dạ. Khỉ. Này gì đằng này có con chim nè. Chim là chim gì mất là. Ồ, màu đen bự chà bá rồi. Ô đẹp chưa? Ô la la. Ô con chim nó bay à. Này con biết con chim gì mà sao nó đen ngòm luôn này. Mọi người thấy không? Chim đen ngòm luôn. Nó bay đẹp ha.
Kìa con chim bự đâu. Ồ cái mỏ kìa. Hút sáo cái nó tới à. Hai con hút sáo nó ra. Trời ơi, nó nặng tới 3,5 kg. Cà lao là con gì? Nó ở cái gì? À, cái mỏ nó dài quá trời dài luôn. Nó sống được 40 năm qua. À, có sẵn vòi nước để chữa cháy này, không? Đó, chữa cháy. Còn đây vòi lớn nữa ở xe nè, xe nó cháy này. Xe nó chữa cháy không? Hay à? Wow. Đi muốn sạc hả? Nó lượn, nó tí lượn đến đây, tại lượn này. Đi mắc cười không? Nó lượn. Mấy con? Có con đông cho sói. Đi lại tiếp, vòng. Nó rắn mà. Rắn nó đi vòng chơi. Ui. Nó hai như con này được không đâu. Thấy khách tới đi ra chào khách cái đi vô vậy phải được không? Đúng không? Nghe nhiều con tầm chào mình. Đi tới cái trốn luôn. À. Này giống con gì ta? Con đà điểu này. Trời ơi, đẹp không? Con đà điểu à? Con này trong cái phim gì đến thượng đế cũng phải cười ấy, có con này vui lắm. Là dí ông kìa. Wow. Hai con. 5-6 con đây. Trời quá trời. Gần 10 con đấy khoai. Ui. Cả chục con đấy. Đây. Đà điểu nó giống như chim. Nè, chim bự chưa. Ừ, nhìn quá đẹp ha. Màu có đẹp thật đấy. Két. À con nai gì? Đây con nai à. Ồ. Đẹp không? Ba con. À cái này con báo sao nè? Báo. Không biết có không?
kính dày. Ồ, 35 tới 65 kg. Con này bự. Nhưng mà không có biết nó ở đâu. Nhìn giống như mèo. Sao mình tới nó ra chào mình cái à? Cái hình nó là không? Báo rồi, không? Ừ. Rừng rú. Không thấy nó đâu hết á. Chạy trốn mất rồi. Chắc bị tự kỷ ấy. Sợ người, bị tự kỷ ấy. Chạy đâu mất à. Bên này quả này ăn được. Thế ra ờ, người ta làm bánh Noel người ta để co lên. Ăn ngọt lắm. Rồi cho coi, cho coi. Cái quả nó phải chín như vậy này. Đấy nha, ăn bậy bẹ rồi chín màu vậy này. Không, gì biết, ba cây này gì biết. Nhà ông DJ cũng có cây này, này. Nhà ông DJ có cây này. Ăn nó ngọt hả? Ừ, nó em biết người ta nó ra nhiều lắm. Ngọt không? Nó chín đỏ với ngọt ừ. Này nó biết quả này rồi. Biết con này là gì nữa. Nó nằm tút trong kìa. Biết con gì nằm tút trong. À con hưu sao này. Hưu hay con gì này. À hình như nãy con này coi được không gì. Con này hình như nãy mình coi được không. Mình thấy được không. À chưa chưa. Nó có cái vằn này. Nãy con kia nó không có vằn, nó màu xám xám, con này có cái vằn. Con này mà mày vẫn chưa coi. Hay nó đấy. À, có hai con. Bên này có con gì? Wow, hươu cao cổ. Quá trời cao quá. Cao cổ mọi người. Cái này coi. Ăn ngựa vằn đang dí nhau. À nó đi, nó đang giao phối mọi người. Đó. Hai con ngựa đang giao phối. Okay.
sừng đó. Một cái sừng dài, một cái sừng ngắn. Ba con. Con này con lạc đà nãy không? Không phải. À, nó có đẻ con nhỏ nhỏ nhỏ. Lạc đà kia nó bự hơn lạc đà nhỏ. Mấy con này nó hôi. Này. Có nhà chỗ nào rồi? Nó đi ra. Cây nó ngã xuống đây. Nó để cho nó thả xuống cho con báo nó leo lên đó. À, nó đi mò ra đây. Ăn được không? Ăn được thế không? Được. Đỏ vậy em ăn. Cao quá không hái. Gì cầm cho, gì cầm gì quay cho. Hả? Cầm nha, cầm quay cho. Nhiều quá heo. Đẹp pha đỏ. Ừ. Ăn đi ngọt lắm, cho ăn đi không ra đâu. Gì ăn gì biết mà. Ngon. Ngọt. Quả đỏ nó ngọt, ăn nó giống như khoai ấy. Nhiều chưa thấy không? Mày ăn không quen. Không. Trời ơi, gì ăn hoài. Cây hay ha. Nhông đi dê có cây ấy. Đỏ rụng. Đi quen vậy. Nè. Đẹp ha, cái màu đẹp không? Ta làm bánh Noel được lắm à. Con báo. Đẹp bác. Báo. Đâu? À nó kìa. Con cọp ấy. Nó đang đi lại mọi người. Phải có 3-4 kg.
đi. Sasamine. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều rồi. Trời rất là nắng. Đi chút xíu là mỏi chân luôn mọi người. Cái đó rất là rộng nha. Bây giờ mình chuẩn bị về mọi người. Thôi chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha.